Ngày 21 tháng 12, Hội đồng Nhân dân thành phố Uông Bí khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026 long trọng tổ chức kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, thảo luận quyết nghị phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã dành nhiều thời gian để thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đến cuối năm 2021 đạt 8.630 USD một người. Giá trị tăng thêm của các ngành đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện cả năm đạt trên 3.700 tỷ đồng, bằng 103% dự toán tỉnh giao. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt trên 1.300 tỷ đồng, bằng 148% dự toán tỉnh giao. Công tác điều hành chi ngân sách được các cấp từ thành phố đến cơ sở quán triệt thực hiện nghiêm túc. Công tác giải phóng mặt bằng tiến độ thi công dự án trọng điểm, động lực được tập trung chỉ chỉ đạo. Công tác cải cách hành chính môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai quyết liệt, thành phố huy động nguồn lực chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược, các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo. Trong năm, thành phố đã giảm 48 trên 24 hộ nghèo theo kế hoạch của tỉnh, vượt 200% nghị quyết đề ra, an sinh xã hội, chính sách đối với người có công được đảm bảo, các chỉ tiêu về y tế, dân số đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, công tác giáo dục được đặc biệt quan tâm, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được các cấp các ngành cùng hệ thống chính trị của thành phố quan tâm, thực hiện theo đúng quy định, an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo tóm tắt về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 và những ý kiến kiến nghị của cử tri của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân thành phố năm 2021, nhiệm vụ năm 2022, báo cáo tóm tắt công tác xét xử của Tòa án nhân dân và hoạt động xét xử của Hội thẩm nhân dân thành phố năm 2021. Nhiệm vụ năm 2022, các báo cáo thẩm tra của các ban hội đồng nhân dân. Tại kỳ họp, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng đã thông qua nội dung các tờ trình về chương trình giám sát của Thường trực và các ban hội đồng nhân dân thành phố năm 2022, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của hội đồng nhân dân thành phố năm 2022 tờ trình phê duyệt chủ trương phát triển thành phố thông minh, thành phố Uông Bí, tờ trình phê duyệt chủ trương phát triển sản phẩm du lịch thành phố Uông Bí giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, phê duyệt chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, cùng một số tờ trình liên quan đến điều hành ngân sách, phê duyệt đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án công trình. Hội đồng nhân dân thành phố đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn làm rõ trách nhiệm về những vấn đề nội dung được cử tri và nhân dân quan tâm. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã thực hiện quy trình bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Trung Hải, ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, thủ trưởng cơ quan Ủy ban kiểm tra thanh tra thành phố. Với tinh thần tập trung dân chủ, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 17 nghị quyết tại kỳ họp. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp các ngành xây dựng chương trình kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh quốc phòng năm 2022 và những năm tiếp theo.